Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại channel của mình. Trong video ngày hôm nay mình chia sẻ cho bạn một trang web bạn đào được cái đồng LTC này hoàn toàn tự động nhé. Cái trang web này các bạn dùng cho mình cái ví là ví PayPay nhé. Thì bạn nào chưa biết cách đăng ký cũng như là sử dụng cái ví này thì các bạn vào kênh mình ở phần danh sách phát ấy Mình có lưu rất nhiều cái video hướng dẫn các bạn cách đăng ký cũng như là các bạn mà sử dụng cái ví và các bạn bán cái đồng quay này từ cái ví này để mà rút về cái tài khoản ngân hàng thì trong phần danh sách phát kênh mình có lưu tất cả những cái video cho các bạn là bán quay trên cái ví này cũng như là các sàn giao dịch uy tín nhé. Nếu như các bạn lần đầu tiên để biết tới kênh mình thì các bạn bấm đăng ký kênh mình nhé. Và các bạn bấm vào quả chuông này nhé. Các bạn chọn là uh, nhận tất cả cái thông báo nhé. Thì khi mình đăng tải video hay là mình cập nhật một cái kèo Aerosop nào lên thì các bạn đều có chuông thông báo để bạn xem và bạn biết được nhé. Và đôi khi những kèo mà Aerosop này nó hay thay đổi những cái chính sách thì những diễn biến như thế nào thì mình đều phải cập nhật lại cái video của mình ấy. Thì các bạn bấm vào quả chuông này khi có những thông báo gì mới thì các bạn đều cập nhật được để các bạn xem nhé. Và đây là cái trang web mình chia sẻ cho các bạn là đào cái đồng nai quay tự động ở cái video ngày hôm nay. Cái trang web này các bạn không cần phải treo máy nhưng mà nó lại có một số cái ưu nhược điểm thì các bạn là xem hết rồi bạn hiểu được nhé. Các bạn lấy đường link mình để phần mô tả cũng như là bình luận video nhé. Đầu tiên các bạn bấm vào là cái chữ bắt đầu rồi nhé. Ở cái phần này thì mình thấy nó cho mình là đào rất nhiều cái đồng quay đây nhưng mà mình test thử cái đồng solana và cái đồng Bitcoin này mình thấy không rút được đâu và duy nhất cái đồng nai quay này các bạn đăng nhập vào khoảng độ 15 phút là các bạn rút được nhé và cái nhược điểm của nó nếu như các bạn mà một ngày không đăng nhập vào và nó không đào đâu à, cứ tầm độ 20 đến 30 phút ấy, các bạn vào các bạn lại rút tiền một lần nhé tức là nếu như một ngày các bạn đăng nhập vào một lần thì nó cũng như kiểu là nó nó không đào hơn đấy mà các bạn cứ căn giờ tầm 20 phút thì các bạn vào rút tiền một lần nhé cứ đăng nhập vào một tí là các bạn rút tiền nhé rồi, ở đây các bạn bấm vào chỗ mà yêu cầu thêm cái tiền điện tử nhé. Các bạn bấm vào đây nhé. Các bạn kéo xuống nhé. Ở đây thì nó cho đây. Các bạn nhìn thấy là Bitcoin nó cũng cho mình đào này. Uh, Ethereum nó cũng cho mình đào này. Dogecoin cũng cho và LTC cũng cho nhé. Cả cái đồng mà Bitcoin Card nó cũng cho mình nhé. Đồng Dash cũng cho nhé. Như ở đây các bạn đào cho mình cái đồng LTC nhé. Các bạn bấm vào là like quay nhé. Ở đây các bạn kéo lên nhé. Các bạn bấm vào chỗ và bắt đầu rồi nhé. Các bạn kéo lên nhé. Các bạn nhìn thấy chỗ này này. Nó bảo mình là dán cái địa chỉ ví qua trên cái ví Post Pay nhé. Thật ra nó cho mình rút kể cả về ví ngoài vẫn được. Nhưng mà cái min về ví ngoài nó rất là cao nhé. Thì các bạn lấy cho mình cái địa chỉ ví qua trên ví Post Pay nhé. Mình mở cái ví lên để mình hướng dẫn cho các bạn cách lấy nhé. Ở trên cái trang tổng quan này các bạn nhìn thấy là tiền gửi nhé. Bạn nào để cái ngôn ngữ tiếng Anh nó là chữ deposit nhé Các bạn kéo lên các bạn tìm cho mình cái mã ví là Nikoi có cái ký hiệu LTC nhé Các bạn copy nhé Rồi quay về trang web thì các bạn sẽ dán vào cái ô mà nó yêu cầu mình dán ví này Các bạn pass vào đây nhé Rồi các bạn xác minh cái mã captcha này nhé Rồi các bạn kích vào đăng nhập nhé cái trang này ấy, thì thấy nó cảnh báo nếu như mình mà tạo nhiều cái tài khoản mà giả mạo ấy, thì nó sẽ bỏ phiếu mình trên cái ví Pocket nhé nên là các bạn để ý cái đấy nhá đây là cái ví của mình nhé thì các bạn kéo lên các bạn nhìn thấy là cái tốc độ đăng đảo của mình đây nhé cái đường link giới thiệu này các bạn không cần giới thiệu đâu vì trang web là mình để ý rồi giới thiệu cũng không được gì nhé ở đây nó có cái mục là gửi tiền vào và tăng cái tốc độ đào ấy. Như mình thì mình chưa gửi tiền lần nào đâu Mình cũng chơi miễn phí, mình chưa gửi lần nào nhá Rồi để rút được tiền ấy, thì các bạn kéo xuống dưới nhá Đây cái số của mình đang có đây nhá Mình kéo xuống dưới này nhá Các bạn kéo hết trang nhá Cuối trang các bạn nhìn thấy này Thứ nhất là cái bảng điều khiển nhá Đây là rút tiền này Đây là gửi tiền vào để mua cái tốc độ đào ấy. Như mình thì mình chưa gửi bao giờ đâu Kích cái đây mình rút nhá Các bạn kéo lên quan để ý cho mình này, cái chỗ mà màu đỏ đỏ là rút một phút này là yêu cầu là rút về ví ngoài thì thứ nhất là cái min rút nó rất là cao nhá, nó yêu cầu là 0.01 cái này quay các bạn mới rút được. Đây là cái số dư mình đây nhá. Thì mình kéo bên dưới này nhá. Ở đây các bạn nhìn thấy là yêu cầu là rút về cái ví Pocket Pay nhá. Thì rút về ví Pocket Pay min nó rất là nhỏ nhá. Các bạn nhìn thấy là cái số dư mình đang có đây nhá là 0.001 là NTC nhá. Các bạn click ở đây rút về này và đây nó có ghi cái min và cái phí rút ấy. Phí phí rút tiền là 10 cái đồng Satoshi nhá Rút tối thiểu về phí Pocket Pay là 50 Satoshi nhá Cái số dư bên dưới là số mình đang có nhá Ở đây mình kích ở đây mình rút nhá Các bạn click ở đây nhá Rồi các bạn rút thế là các bạn về ví kiểm tra là nó đã trả về ví mình rồi nhá, mình về cái ví Process Pay nhé, mình sẽ làm mới lại nhá. Các bạn kéo lên này nhá. Rồi đây các bạn nhìn thấy này, nó đã trả cho mình là 1 một satoshi nhá. Đó thì mình cứ rút cái nào nó về nhá. Và cái trang web thì mình để ý là nếu như các bạn mà cứ tắt đi thì một ngày các bạn vào nó vẫn vậy mà nếu như các bạn cứ tầm 20 phút các bạn lại vào rút tiền một lần vẫn được nhé Thì các bạn cứ căn là 10 năm hay 20 phút thì các bạn lại đăng nhập vào Lấy cái ví này quay trên ví Project và các bạn đăng nhập vào các bạn rút tiền nhé rồi như vậy mình đã chia sẻ cho các bạn trang web bạn đào được cái đồng Litecoin hoàn toàn tự động cũng như là nó miễn phí nhé. Bây giờ mình quay thưởng cho các bạn ở cái video trước nhé. Và giờ mình quay thưởng cho các bạn ở cái video trước nhé. Cái video mà đào TX nó là cái web mà 789 này thì nó sẽ ngon hơn cái web chon kim. Con kim thì mất 40 ngày các bạn mới hồi được vốn và từ 40 ngày đổ đi thì mình rút lãi. Nhưng mà con này thì 20 ngày mình hồi vốn và từ 20 ngày đổ đi là mình cứ rút cái lãi của nó nhé. Còn bạn nào mà tuyển Z tốt thì các bạn chưa đến 20 ngày các bạn đã hồi được vốn nhé. Rồi bây giờ mình quay thưởng cho các bạn nhé. Rồi chúc mừng bạn đầu tiên là bạn Anh Quốc Trần nhé Chúc mừng bạn nhé Mình quay bạn thứ hai nhé Bạn thứ hai là bạn Hoàng Kiên Đăng ký ví quay bay xe Cái ví này được trước Mình đăng ký rồi nó dễ lắm Đăng ký một phút nó xong nhưng mà hầu như là không sử dụng mấy Nên là nên là lại quên mất cả mật khẩu rồi để khi nào mình rảnh thì mình làm lại cái video đăng ký vì đấy nhá. Rồi hai bạn liên hệ mình qua Zalo mình để ở phần mô tả cũng như là bình luận video để bạn nhận thưởng nhá. Và các bạn cứ comment bên dưới cái video mình đang phát thì cái video sau mình lại quay thưởng trên cái video mình đang phát cho các bạn nhá. Còn video mình xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi.